Ok các bạn, và sau một hồi mày mò các kiểu thì mình đã lắp xong được cái động cơ nitro này rồi. Đấy các bạn, tháo ra cho mọi người xem xong thì lắp lại. Và hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái chiếc máy bơm sử dụng cái động cơ nitro này nha các bạn. Đấy, một chiếc động cơ nitro siêu nhỏ. Hôm nay thì mình sẽ cho kéo máy bơm nhá, cho nó bơm nước xem là nó có bơm khỏe không. Đây các bạn, chỉnh gió, chỉnh ga đây, xăng vào đây, ống xả đây, đầu giật đây. Đây các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi in 3D một cái bơm nha các bạn, in 3D cho nó nhanh. Ok, xin chào các bạn, lại là mình đây. Mình mới mua được cái quả kính 20.000 ngoài chợ anh các bạn, chợ Shopee nhá. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành in cái cánh quạt này cho các bạn. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái cánh quạt này, nó thiết kế khá là đặc biệt nha các bạn. Ở đây, trên thì nó có 8 lá nhá, 8 lá nó xoắn xuống tận đáy này các bạn. Đấy, 8 lá nó xoắn xuống tận đáy. Và giữa những cái cánh này thì nó lại thêm một cái cánh phụ nữa ở dưới nha các bạn. Đấy, tổng cộng nó có 16 cánh nha các bạn, 16 cánh quạt. Và loại cánh quạt này thì nó không phải là thiết kế để cho máy bơm nó chạy như các bạn. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ tiến hành sử dụng nó để làm một cái máy bơm. Không biết liệu rằng với những cái cánh quạt như thế này thì nó có thể hút được nước không nha các bạn. Thì mình sẽ test luôn cho các bạn xem. Không phải là loại cánh quạt ngang thông thường nữa, mà đây là cánh quạt ngang nhưng mà nó lại xoắn xuống dưới nha các bạn. Đấy, nhìn nó rất là nguy hiểm đây. 16 cánh nha các bạn. Ok các bạn, đó, vậy là mình đã in xong rồi. Đây là cái chiếc máy bơm của mình ngày hôm nay. Nó rất là nhỏ. Đây thực ra thì đây là cái file, không phải là file máy bơm nha các bạn. Đây là cái máy máy hút bụi hay là máy thổi ly tâm nha các bạn, chứ không phải là máy bơm. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái cấu tạo cánh của nó đây. Vừa mình đã cho các bạn xem ở trên máy tính rồi. Đấy, mình chỉ in nhỏ nhỏ thôi. 16 cánh nha các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cánh. Rồi là xen giữa này là 8 cánh nữa, là 16 cánh nha các bạn. Đấy, đây là cái phần vỏ của nó này. Thiết kế nó cực kỳ là dị nha các bạn. Xoắn ốc. Các bạn, ngoài cái cánh quạt này thì ở đây nó cũng có một cái loại cánh quạt các bạn. Đây là cánh quạt tĩnh này, giúp để còn điều hướng gió cả điều hướng nước các bạn. Cái này thì mình dùng là máy bơm thì nó sẽ là có tác dụng là điều hướng nước. Rồi, nó sẽ lắp trên này nha các bạn. Rất là nhỏ thôi. Đây các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiến hành sử dụng cái vòng bi siêu nhỏ này nhá. Ba cái này. Đây là vòng bi nha các bạn, cực kỳ là nhỏ luôn.
Ok các bạn, và cuối cùng thì mình cũng đã chế xong một cái chiếc bơm không giống ai đấy các bạn. Nổi bật với cái cỗ máy này là cái chiếc động cơ nitro và cái lọc khí này các bạn, to tổ bố đây các bạn. Ở đây thì mình có sử dụng nối ra một cái động cơ motor DC nhỏ hơn, vừa làm tác dụng là làm một cái trục để còn chuyển động cho cái máy bơm này, nó vừa làm cái động cơ để phát điện nha các bạn, nó phát điện ra để chạy cái motor nhỏ hơn. Motor này là motor 180 nha các bạn. Đấy, để quay cánh quạt thì cánh quạt nó sẽ làm mát cái động cơ nitro này và nó sẽ làm gió lùa vào cái bầu lọc khí này nhiều hơn. Đấy bạn, một cái động cơ nitro à, một cái động cơ DC này nối ra một cái trục cặp đằng nối vào cái máy bơm. Thì thực ra đây, cái file này thì không phải là file in máy bơm các bạn nhá. Cái file này là cái file mà để sử dụng cái máy máy thổi khí các bạn nhá. Máy thổi hơi đấy. Thì không khí sẽ được hút vào đây và thổi ở đây, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ tiến hành là hút nước xem nó hút được không nhá. Thì nếu mà các bạn không thể hút nước thì mình có thể nối một cái ống ở đây và lắp trực tiếp vào cái này, là một cái turbo khí cho động cơ các bạn, như trên ô tô các bạn. Đấy, turbo tăng áp đấy. Rồi, và đây là ống xả này. Ống xả nó cũng hết sức là hầm hố đây các bạn, một cái đường dẫn khí vào bình xăng để tăng áp suất cho xăng ép vào trong buồng đốt. Đó các bạn, làm mát này. Nói chung là mọi thứ đã hết sức là ok. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đổ xăng vào nhé. Đây các bạn, hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái xăng nitro 15. Loại này là 150.000 một lít nha các bạn. 150.000 một lít. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đẩy xăng vào trong buồng đốt nhé. Bóc cái ống ra lại và bật lắp xăng mình bị xăng. Đó các bạn, xăng nó chảy vào rồi đấy. À đây, quên giới thiệu với các bạn một cái bộ phận chỉnh ga nha các bạn. Đấy, trong khi chạy thì cái này nó sẽ rất là rung mà. Đây là cái này nó không có cố định được, nên mình sẽ chế một cái bộ phận giữ ga ở đây. Đấy, có thể cố định ga. Đấy các bạn. Đùa điếc tai luôn các bạn, cổ bô các bạn, nhựa cứng mà cho chạy một lúc nóng mềm luôn, chạy luôn.
Ok các bạn, đấy vừa mình test thử cho bạn xem rồi giật nổ, nhưng mà nói chung là nó chạy không tải thì chạy được, nhưng mà khi mà kéo cái động cơ này thì không có chạy được các bạn. Đấy mình có thử tháo cái máy bơm này ra, đấy cho chạy nguyên motor này thì nó có tải được, nhưng mà nó cũng khá là nặng nề, giật mãi nó mới nổ các bạn, tại vì cái con động cơ nitro này của mình nó khá là nhỏ các bạn. Đấy nhìn nó khá là nhỏ thôi, chơi loại này chắc là phải chơi loại to, còn cái động cơ này thì chắc là chỉ gắn cánh quạt trực tiếp vào thổi được các bạn. Đấy, hoặc là sử dụng qua bộ giảm tốc hoặc là qua cái bộ đà như thế này. Đấy, qua bộ đà bánh đa như thế này và thêm vài cấp giảm tốc nữa cho nó khỏe hơn, chứ chạy trực tiếp này là nó bị hóc, kiểu như hóc số các bạn. Đang chạy phát mình căng cái dây culi lên phát là nó khựng lại luôn, không có chạy được nha các bạn. Đây nói chung là video này thì mình sẽ nói chung là ráp cái động cơ này và chạy cái motor này như là một cái máy phát điện nha các bạn. Ngoài chạy cái chiếc motor này thì nó có thể là chạy được cả đèn led nha các bạn. Cái motor này nó phát được tầm khoảng hơn chục vôn cơ. Phát điện thì cũng khá là mạnh các bạn, nhưng mà nó không tải được cái này thôi. Nói chung là video này thì mình ráp cái này và kéo cái motor này, gọi là cái máy phát điện như các bạn, sử dụng máy phát điện chạy bằng xăng này. À, các bạn, nhưng mà còn cái máy bơm này thì không có test được các bạn, tại vì là nó không có đủ tải. Đó. Máy bơm này thì toàn bộ mình in 3D thôi. Ok bây giờ thì mình sẽ tiến hành giật thử cho nó chạy cái này nha các bạn. Nói chung là máy phát điện nha các bạn. Đấy. Nhưng mà nối được cái đầu này nữa thì cho làm turbo luôn, turbo khí. Vừa nó chạy nó khá là nóng các bạn. Khói um.